Thì trong lúc mà các bạn đi học á, từ cấp 1, cấp 2 và cả anh chị ở cấp 3 nữa, có ai cảm thấy khó chịu với thầy cô của mình chưa? Tất cả học trò rất là e ngại và sợ các thầy cô nào mà nóng tính. Điện thư thì sợ nhất cảm giác là bị thầy cô giận. Con cảm thấy sợ nhất là những khi mà con phải viết bài. Thì lúc mà mình được điểm cao thì thầy không có khen mình thì mình sẽ cảm thấy là hơi buồn một tí. Càng yêu thương tụi con thì thầy cô mới càng phải nghiêm khắc. Nhưng mà suy đi nghĩ lại cho cùng thì thầy cô cũng chỉ là muốn tốt cho mình thôi. Đặc biệt may mắn. Và đặc biệt chúc thầy cô càng ngày càng phát triển trong sự nghiệp của mình và có nhiều học sinh giỏi hơn. Qua chương trình Cùng Tí Hơn thì con cảm ơn thầy Văn Quý và anh Đức Tiến, cô Thảo Uyên, thầy Minh Tân. Con cảm ơn thầy Phúng đã luôn theo sát con và bạn Kim Thư. Con rất cảm ơn thầy Đăng và cô Nín đã giúp đỡ con trong chương trình Cùng Tí Hơn. Con thật sự cảm ơn thầy cô rất là nhiều.